Minh Đường Tử vi hoan hỉ chào đón các cô chú. Chúc các cô chú xem video vui vẻ. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2021, 6 tháng cuối năm. Những người tuổi Mão mệnh Thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù vẻ bên ngoài vô tư, lạc quan nhưng đôi lúc người này cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội, vì thế tuổi Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Nhưng trong năm 2021 sắp tới sẽ hoàn toàn khác, sẽ là một năm mà tuổi Ất Mão có ý chí quyết tâm cao hơn cả. Bởi trong năm 2020 tuổi Ất Mão đã bị Thái Tuế kìm hãm lại cộng thêm dịch bệnh khiến con giáp không thể đứng yên một chỗ được. Thời điểm 2021 chính là thời điểm mà tuổi Ất Mão bứt phá, phá vỡ tính cách để tìm cơ hội tốt để phát triển bản thân. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021 vận trình của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Ất Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong 6 tháng cuối năm 2021? không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong chương trình ngày hôm nay nhé một tổng quan tử vi tuổi Ất Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 theo tử vi 6 tháng cuối năm 2021 thì những cô chú tuổi Ất Mão không phải chịu tác động trực tiếp từ Thái Tuế nên năm 2021 chủ yếu là bình ổn không có nhiều sóng gió tuy nhiên vì quá bình ổn nên cô chú khó gặp được cơ hội như mong muốn ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân cho nên cô chú cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội đừng nên lơ là kẻo bị tụt hậu so với lớp trẻ cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên cô chú cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh cháy túi ngoài ra các cô chú đang làm đầu tư kinh doanh tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau Đặc biệt trong thời điểm này, cô chú tuổi Ất Mão hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân Kim Bài Thái Tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm và từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. 2. Vận trình của người tuổi Ất Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Ất Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có những bước phát triển nhảy vọt cô chú cần kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân và lấy lòng lãnh đạo vì như thế có thể gây phản tác dụng ngoài ra cô chú nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân để đến khi thời cơ xuất hiện cô chú đã ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt trong thời gian này các cô chú đang làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô nếu không cô chú sẽ dễ vướng rắc rối trong các thủ tục pháp lý thậm chí là bị lừa gạt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì cô chú tuổi Ất Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi Mão mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của cô chú tuổi Ất Mão. Đồng thời vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của cô chú được hanh thông thuận lợi và phát triển hơn trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc tài chính của cô chú tuổi ất mão trong nửa cuối năm 2021 nhìn trung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những cô chú làm đầu tư hoặc buôn bán. Trong thời gian này cô chú cần biết thỏa mãn với những gì mà mình đang có, đừng nên nhẹ dạ cả tin cũng không nên lừa đảo, lật lọng người khác để mong kiếm tiền nhanh chóng. Nếu làm ăn bất chính, cô chú sẽ phải trả một cái giá rất đắt ngoài ra thời điểm này cô chú tuổi ất mão mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo vật phẩm sẽ giúp cô chú khai thông trí tuệ mang lại sự minh mẫn sáng suốt trong mọi việc từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi thu hút tài lộc may mắn và bình an đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của đức phật cùng những tinh tí linh thiêng của đất trời chứa đựng năng lượng tích cực xua đuổi tà ma tăng cường cát khí thứ ba về mặt tình cảm gia đạo tử vi có nói rằng cô chú tuổi ất mão vẫn có đào hoa nhất định nhưng không nhiều nếu cô chú vẫn còn độc thân thì khó nên duyên với người khác cô chú nên dành thời gian để tìm hiểu và quan sát mọi người xung quanh nhiều hơn chớ nên vội vàng đến với một ai đó chỉ vì cảm xúc nhất thời còn với những cô chú đã có gia đình có một năm bình yên và không có nhiều sóng gió cô chú và nửa kia của mình đã biết cách bình tĩnh trò chuyện để giải quyết mọi bất đồng chứ không còn quá cứng nhắc như trước Ngoài ra để có thể kích hoạt tình duyên thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi ất mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Với năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho cô chú trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Thời điểm trong năm tân sửu, cô chú tuổi ất mão cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn, đừng nên chủ động ẩu đả với người khác. Điều này chỉ khiến bản thân cô chú bị thương mà thôi. Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày, cô chú nên chú ý chế độ làm việc nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Đặc biệt để hóa giải những hung tinh và vận xấu thì thầy Phong Thủy khuyên cô chú tuổi ất mão hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân bảo vệ và che chở cô chú trong năm 2021. Vòng cũng giống như một tầm bùa hộ mệnh cho cô chú tuổi ất mão dù ở bất cứ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào. Ba Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi Ất Mão. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, cô chú tuổi Ất Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chất lượng công việc dần dần được cải thiện, cô chú đã giải quyết các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi cô chú quen được thêm nhiều đối tác, bạn hàng mới. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của cô chú tuổi ất mão trong tháng này lại không được lý tưởng cho lắm. Có thể cô chú đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này, cô chú tuổi ất mão không gặp phải biến cố gì quá lớn, nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì lại tương đối khó khăn, bởi cô chú ít gặp được cơ hội để thể hiện giá trị bản thân mình và thường phải khắc phục vấn đề bất ngờ xuất hiện hơn là nhận những nhiệm vụ mới mang tính thách thức. Cô chú có thể dành khoảng thời gian này để tạm thời thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Cô chú không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của cô chú tuổi ất mão có những biến chuyển rất tích cực trong tháng 9 âm lịch cô chú sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn trề tinh thần phấn đấu mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, việc ham thích giao lưu, vận động cũng giúp cô chú kết giao được với nhiều bạn bè mới, nhiều đối tác mới triển vọng trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Cộng thêm các tinh phù trợ, công việc của cô chú có những bước tiến triển đều đặn, chỉ cần cố gắng phấn đấu là át gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch sự nghiệp của cô chú tuổi ất mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này, chủ yếu là vì cô chú thường xuyên lơ là thiếu tập trung nên dễ mắc những lỗi đáng tiếc. Chuyện kiếm tiền cũng không thực sự thuận lợi trong tháng này. Cô chú cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn, nếu không dễ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của cô chú tuổi ất mão trong tháng 11 âm lịch này cũng không được lý tưởng cho lắm, nhất là về tài lộc thời gian này cô chú sẽ không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó thì các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Cho nên cô chú cần chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng chạp, vận thế của cô chú tuổi ất mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là trên phương diện tài lộc. Cả năm qua cô chú đã làm việc vất vả và đây chính là lúc cô chú được tận hưởng thành quả của mình. Thời gian này một số cô chú trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán, kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm này. 4. Vận hạn của tuổi Ất Mão trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi Ất Mão. Trong 6 tháng cuối năm chú tuổi Ất Mão bị sao thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ và sức khỏe yếu. Xấu nhất vào tháng 8 âm lịch. Thời gian này cô cũng kém may mắn khi bị sao văn hớn chiếu mệnh. Bởi khi gặp sao này chiếu mạng, công việc ở mức trung bình. Cô dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình và kiện cáo pháp luật. Không những vậy cả cô và chú còn gặp phải hạn ngũ mộ bởi hạn này chủ về hao tài, bất an. Cô chú chớ mua đồ lậu và đừng cho ai ngủ nhờ chủ về tai bay và gió, phòng mất của. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi ất mão có sao lưu hà và tăng môn gây bất lợi cho sức khỏe, gia đình có tăng chế, đề phòng nạn sông nước. Cung tam hợp có các sao thiên mã, đại hao, tuế phá, điếu khách báo hiệu một thời gian dài dịch chuyển nhiều, vất vả, có dấu hiệu hao tài, gia đình có chuyện không vui. Cuối cùng là cung sung chiếu gồm có các tinh lộc tồn, hàm trì, giải thần, phượng các tốt cho nhân duyên và tài lộc. Nhưng hung tinh phi liêm, bạch hổ và thiên quan gây hại sức khỏe, đề phòng tai nạn bất ngờ phải động chạm giao kéo hoặc họa thị phi, quan tụng. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi nhâm tý sinh năm 1975. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái. Xin chào và hẹn gặp lại.